Diễn biến mới vụ cấp cứu không nhường, tài xế bị phạt. Liên quan đến việc xe tải cố tình tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương ở Tuyên Quang, sáng ngày 29 tháng 10, Công an huyện Sơn Dương cho biết, ngoài việc xử phạt vi phạm tài xế xe tải, thì lực lượng chức năng cũng đã xử phạt cả tài xế xe cứu thương. Theo đó, sau khi tài xế xe tải bị phạt, trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip video về diễn biến của vụ việc. Đoạn video ghi lại cảnh lái xe cấp cứu vượt lên chèn ép lại xe tải. Trong quá trình cãi vã, tài xế xe cấp cứu đã đánh tài xế xe tải. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Sơn Dương xác minh làm rõ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ điều tra, Công an huyện Sơn Dương đã quyết định xử phạt hành chính tài xế xe cấp cứu do vi phạm an ninh trật tự. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh nhận được phản ánh của người dân việc trên quốc lộ 2C, đoạn qua huyện Sơn Dương, xe ô tô tải liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Vào cuộc xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm rõ, người điều khiển xe ô tô tải tên là ông P, tên viết tắt. Tại cơ quan công an, ông P đã khai nhận toàn bộ hành vi. Qua kiểm tra, ông P có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện ông P đang lái. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.